Vâng, đánh thôi. Trận thi đấu thứ hai. Ôi, bài này mà không có hiêu voi về thì tù vãi trời dành cho game thủ Truy Mệnh. Tôi chưa nhìn thấy bóng gỗ. Vâng, đây có rồi, có rồi. Có rồi, có rồi. Có bóng gỗ rồi. Không có hiêu voi, đây rồi, đây là bãi quả. Nhưng Truy Mệnh vẫn đang muốn đi tìm hiêu voi. Vâng, vừa thao tay đánh R của Truy Mệnh thì nhanh hơn. Và rõ ràng là tôi đánh giá là về cái vẩy E thì Chip Boy lại là nhìn hơn một chút so với game thủ Truy Mệnh. Trận trước có pha vẩy E ở nhà BA thực sự là quá hay đấy. Từ đấy là tôi quyết định của trận đấu đấy. Vẩy 3 cái E làm một Truy Mệnh chết cả đống cung giờ. Bảy hiệu đầu của game thủ Truy Mệnh nằm sát với cánh rừng thông. 2 gỗ 75. Vâng, với những ông game thủ mà đánh tay nhanh mà đánh cung giờ thì xem nó hơi chóng mặt. Vâng các bạn, tay nó nhanh quá. Vâng, HC mới một cách, hai cách liên tục. Đặc biệt là xem ông xẻ trận nào mà nhà ông nghèo thì thôi chóng mặt lắm. Vì ông đi dò bằng 3 đạo. Vâng, 1, 2, 3 cách. Nếu trận nào nghèo là ông ấy cho 3 đạo đi dò rất mệt. Trận nào mà đẹp đẹp tí thì thôi, ông ấy chỉ có lùa hiêu câu voi về thôi, trong màn hình nó còn đỡ. Trận nào mà nghèo rồi nhá, ông ấy quay màn hình nữa thì chắc là thôi. Vâng, bây giờ là chiếc BS đầu tiên không đồ lùa về dành cho Mệnh. Bài Mệnh xấu đấy nhờ. À, không biết là Mệnh đã đánh với cả Tuti chưa. Như vậy là sau trận thi đấu này là trận thi đấu của Mệnh và Tuti. Chúng tôi vẫn sẽ trực tiếp cho các bạn trên kênh này luôn. À, như vậy là Game TV đánh với nhau trước, không phải bảo tính toán. Đấy là lý thuyết để mà tại sao trận này thi đấu trước so với trận của Tuti và game thủ Truy Mệnh. Như vậy là dù kết quả của trận thi đấu này như thế nào thì Mệnh vẫn còn một trận nữa với Tuti. Và chúng tôi sẽ tường trực tiếp trận thi đấu đó, Truy Mệnh và Tuti trên kênh sóng này. Trận thi đấu có lẽ là cuối cùng của cả Tuti và cả Mệnh. Nếu trận này mà Chip Boy thắng rồi thì thực sự, nếu trận này mà Chip Boy cũng thắng Mệnh thì thực sự trận của Mệnh và Tuti sẽ là trận chung kết của giải. Xin các bạn là chung kết của bảng. Vì Chip Boy chắc chắn sẽ nhất bảng với 4 trận toàn thắng của mình. Còn đối với Tuti và game thủ Truy Mệnh thì họ đều là những người thua Chip Boy và đều thắng 9X Công và Lê Mạnh Cường. Tôi đoán là như vậy. Như vậy thế thì ai muốn lọt vào vòng trong thì sẽ phải là có chiến thắng. Truy Mệnh Tuti sẽ là trận chung kết của bảng đấu nếu như Chip Boy vượt qua Truy Mệnh trong loạt trận này. Và cửa cho Chip Boy vượt qua là quá cao rồi. Trận này nhà Mệnh quá xấu, lại tơn đi đánh giải không thắp hương rồi. Tôi đảm bảo là như vậy luôn đấy. Bài sen, gọi như bài sen này, bài sen quá xấu luôn đấy. Siêu lằng ngoằng, đã không đồ lùa về thì chớ đồ ăn lại còn xa. Đen, cơ bản chỉ có thể gọi là đen thôi. Vâng, hình như đang để tiếng của máy Chip Boy thì phải. À không, đây có voi chat máy Truy Mệnh này. Vâng, vâng, có voi chat máy Truy Mệnh. Rồi, để lại. Tôi đã để voi chat của máy Truy Mệnh rồi. Vâng, rõ ràng là máy Truy Mệnh lại tiếng game lại của máy Chip Boy. Thấy sư tử cắn ở mầm đấy. Bài chắc phải đánh 28 dân mới đủ đồ để lên mới nhả dân ra để kích được đời. Chắc là phải 28 dân, không phải 30 dân nữa. Đèn. Về cơ bản thì người ta gọi là đánh hay nhưng mà lại không gặp may. Vâng, 28 dân rồi, 27 dân. Kích đời siêu muộn, sang kích 84X. Kích lên 2, ông rời ạ. Đây là kích 2 chứ không phải là kích 3. Khó. Khó quá. Bài xấu như này thì khó rồi. Chip Boy là bài 24, xin các bạn là bài 26 dân. Thua vì bài thôi. Trận trước thì cũng là ảo.
Và đổi đó tưởng chừng như Truy Mệnh là người có lợi khi mà Chipboy chạy ruộng trước. Truy Mệnh vẫn sóc đều được năm nhà VA ở sau thời gian Truy Mệnh, xin lỗi các bạn, là Chipboy đã chạy ruộng, nhưng mà không hiểu sao thì Chipboy điều R tốt hơn. Sang kích đầu 11, hoài quá, lên đời muộn hơn so với Chipboy là khoảng 1 phút trong game. 60 giây nó bằng 1 tấn rưỡi giờ. 1 tấn rưỡi R mà lại vâng, bài lại còn lòng hoằng, nó còn yếu cơ. Bảo lên muộn mà khỏe thì như kiểu X, vâng, ông X-Man ông ấy cố tình đánh 9A thì nó lại khác. Vâng, ông X-Man là ông dị nhân, ông cố tình đánh 9A với 31 dân. Thử nghiệm sẽ làm như thế nào. Vâng, thử nghiệm bằng cái chuyện là ai cũng nhớ tới trận thi đấu đó. Ông này ông rất biết cách đánh bóng cái tên tuổi của chính mình. Biết đằng nào thì cũng thua cái ông Tiểu Thủy Ngư rồi. Đánh hẳn 31 dân đánh 9A. Thế là trong tất cả những khán giả hâm mộ, người hâm mộ AOE Việt Nam, không ai là không nhớ trận thi đấu đó của X-Man cả. Mặc dù là vẫn thua. Vâng, thua nhưng vẫn được nhớ tới. Thế mới dị. Nghĩ cũng buồn, cũng buồn cười cái tay cơ X-Man đó. Dị thật. Xong rồi hỏi tại sao đánh thế mà thứ đằng nào mà chả thua, thử nghiệm phát xem thế nào. Vâng, lên đời muộn hơn rất nhiều, 60 giây cơ mà. Chipboy 26+1 kích tầm khoảng 11x. Còn đối với game thủ Truy Mệnh là 27 dân không cộng và kích là 11x. Chậm hơn 1 phút. 1 phút nó bằng 1 tuần rưỡi giờ. 1 tuần rưỡi giờ mà đi chuẩn thì R đi chuẩn, với nghĩa tơ cung đầu Chipboy đi chuẩn thì thôi xin phép mệnh. Tỷ số sẽ là 2-0 dành cho game thủ Chipboy. Chúng ta đang chờ đợi tuần R mà đi lỗi thì còn một cơ hội. Nhưng mà nó cũng rất là nhỏ. Vâng, khóc cũng còn một trận nữa để ở vòng bảng. Tham lai là 38, như vậy là tuần đầu Chipboy đi lỗi. Vâng, đây sẽ là tuần đầu tới được Chipboy 4A. À, 4A thì còn cơ hội đấy. Cố lên nào mạnh ơi. Cố lên nào mạnh ơi, vẫn còn cơ hội. Vẫn còn cơ hội. Như vậy là sẽ đưa về thế phát triển. Và thế phát triển thì có lẽ là Truy Mệnh sẽ còn có một cửa. Vẫn còn có cửa, mặc dù đến đây muộn hơn rất nhiều. Chúng ta hãy cùng xem trận này Mệnh sẽ vượt khó ra làm sao. Truy sát từ cung đầu từ Chipboy, 1-0 dành cho Mệnh trong khả năng điều rồi. Vẽ thêm ruộng. Và đây là turn R bắn xuyên rừng tới từ game thủ Hello Chipboy. Nhà tương đối lòng ngoằng và khó chơi. Tiếp tục là R đứng bắn xuyên rừng. Chipboy trong mấy trận thi đấu gần đây, ở những vòng gần đây thi đấu rất khó chịu. Chipboy có lẽ sẽ đi vào cửa tử trong tình huống này. Nhưng tôi nghĩ rằng là chuẩn bị có tên ốp A tới từ game thủ Hello Chipboy. Chuẩn bị có tên ốp A tới từ Hello Chipboy. Các bạn cứ nhìn mà xem trên bản đồ con, sẽ có tên ốp thẳng A của game thủ Hello Chipboy. Chắc chắn là như vậy khi mà không, như vậy là ra bắt thẳng quân, gọi quân cứu viện chứ không phải là tên ốp A. Tên này thì không biết ai là người bắt ai. Truy Mệnh có tên quân và Truy Mệnh mới là người bánh mì kẹp thịt đối với game thủ Hello Chipboy. Truy Mệnh vừa có một tên kích chặt gỗ hài, nghĩa là cơ hội vẫn còn cho Mệnh sau khi lên đời muộn hơn rất nhiều so với game thủ Hello Chipboy. Khi mà đã bắt được quân và thế này tham lai vẫn đang ổn là 59/64. Chưa biết thế nào một lần. Chipboy đã bỏ lỡ cơ hội ở thời điểm đầu với tuần cung đầu tiên đi lỗi. Truy Mệnh đang ở dưới dốc nhưng có quân tiếp viện. Chipboy cũng có thêm một tên quân tiếp viện trong tình huống này. Tên điều R tới từ Truy Mệnh và game thủ Hello Chipboy. Truy Mệnh đang có thế đứng quân kém hơn so với Chipboy trong tình huống này. Cơ hội vừa lóe lên, Truy Mệnh đừng có điều R kém để mà lại đánh mất cơ hội một cách đơn giản.
Bây giờ sẽ là tên vâng, Chip Boy Oppa. Rất lạnh lùng Boy. Oppa một cách lạnh lùng. Truy Mạnh đang giật quân về và chờ đợi vào tên ảo. Khi đi móc máy nhưng không được, nhà Chip Boy dường như là rất kín. Nhà Chip Boy dường như là rất kín. Đấu quân ở hai mặt trận dành cho hai game thủ của team AOE Game TV. 50-60/72. Trận cũ 2 cũng đã có rồi, giống như game thủ Hello Chip Boy. Tiếp tục phải lùi vào và chờ đợi tông quân mới. Bắn vào dây nghe. Không được. Game thủ Chip Boy là người đang mang quân ra để mà bắt. Pha vẩy e chăng? Không được. Đúng là pha vẩy e tới từ game thủ Hello Chip Boy. Vẩy e là rất hay. Như vậy là bắt toàn bộ được đạo quân đi công tới từ game thủ Truy Mệnh. Một tên mà Chip Boy tiếp tục là người dàn quân tốt hơn và có thêm cả quân cứu viện. Mạnh vẫn chưa thể tăng được A và nhiều khả năng tôi đoán bây giờ Chip Boy đã tăng A cực kỳ khủng khiếp rồi. Dù sao thì bài xấu và cầm cự lấy cái phút này cũng là một thành công đối với Mạnh. Cơ hội vẫn là cực kỳ thấp dành cho Mạnh và đây là pha ốp A. Pha này có lẽ là đi thôi. Pha này có lẽ là đi thôi, không thở được nữa rồi. 2-0 dành cho game thủ Hero Chip Boy. Và nếu với cái tỷ số Chip Boy mà thắng thì cái trận đấu của Tuti và Truy Mệnh sẽ được đẩy lên cao trào nhất có thể. Cuộc đối đầu của Tuti và Truy Mệnh sẽ là để xác nhận chiếc vé thứ hai lọt vào vòng trong cuộc đối đầu của Game TV và Hà Nội. Còn bây giờ là 2-0 dành cho game thủ Chip Boy. Một ngày thi đấu đang tương đối ổn định với phong độ cao của game thủ Hello Chip Boy.